thì em mua của anh Hiếu của em rồi. Hiếu chịu ở đây đúng không? Đúng rồi. À, anh Hiếu chạy xuống như này à, mày kêu xuống này. À, tiền đó hết rồi hả? Không mà em tiền đường đây thôi. À, đó hả? Đầu thái nó vậy hả? Đầu thái nó vậy. Anh không mù đó. Không được phải. Nó khô ngoài trong mềm lắm. Ở ngoài thì nó khô, nhưng còn trong nó mềm. Mà nếu về nhà anh mà khô sao? Trong nó mềm mà. Sữa đổ lên đó. Sữa đổ bán lên. Còn đúng trái hả? Còn đúng trái một. Giờ là bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa là hết sầu riêng rồi. Vợ chồng anh đi đi tỉnh rồi. Không mà to viên viên ăn gì vậy? Chỉ còn anh Quang ở lại đây. Viên ăn gì hả? Hả? Viên ăn gì hả? À, viên ăn gì hả? Dạ. Vậy là mai có sầu riêng bán gì? Dạ. Vậy là mai có sầu riêng bán? Dạ dạ đúng rồi. Giờ hết sầu riêng rồi. Hết rồi đúng không? Trong đó còn được, bỏ miếng ăn nữa đi. Bất ngờ không cô chú? Hôm nay thấy anh đồng chí này không? Xe lôi đây. Vậy mà có bà cô hôm bữa xuống đây mua là biết em luôn á. Hả? Mua lần biết luôn hả? Mua đây nè, gặp em biết luôn á. À. Biết là xe lôi cái gì? Dạ đúng rồi. Đấy, kêu anh này bữa bán xe lôi nè, đúng không? Thế địa chỉ này anh Hiếu anh không đăng mấy. Đúng rồi, ở đây là kêu em cái. Bình Định Lập lâu lâu mới đăng. Bình Định Lập thì bây giờ mới vừa rồi. Bình Định Lập là bữa anh có quay quay á. Đúng rồi. Bình Định Lập mình thường quay quá. Bây giờ mới vừa luôn rồi. Chỗ bên đó hay hồi trước em hay mua sầu chín khóe á. À vậy hả, ở bên đó hả? Chín quá rất là mềm. À chín quá nó cũng ngon đó nha. Biết ăn sầu là ăn chín quá là ngon nhất. Nó ngọt, ngọt hơn mấy cái sầu này. Mỗi người mỗi sở thích thôi. Đây là sầu thái nha cô chú, sầu thái thấy ngoài nó như thế này đó, nhưng mà ở trong rất là mềm, ngon. Anh khách quen của sầu riêng Hiếu Nghĩa cũng như là Cái Mương. Hôm nay thấy anh Quang nghe không? Anh Quang hôm nay là chủ trì. Nào lỗi bỏ ra. À, lỗi bỏ ra. Đúng rồi. Cứng à? Dạ. Thôi bỏ đi. Trước đây là bao nhiêu anh Quang? Dạ 90 anh. 90 luôn hả? Còn sống á. À nhưng mà còn sống hả? Dạ. Ở trong còn mấy trái chín thôi hả? Trong còn mấy trái chín thôi. Hiện tại là vừa sầu riêng, Hiếu Nghĩa là hết sầu riêng rồi. Hết sầu riêng để bán nè. Tối nay có gì rồi? Tối nay là bắt đầu về lại. Dạ.
ngoài á mà. Dạ, cái đó cũng gì sáu luôn cô. Nó cũng như này luôn á. Qua để chụp tấm hình á. Dạ. Thương hiệu quá cô hả? Thương hiệu, thương hiệu. Qua để em chụp tấm hình đi. Ủa đẹp quá, đẹp quá. Chụp tấm hình nè, chụp tấm hình em chủ. À, qua. Rồi, ok. Trời ơi. Dạ, cái đó tại vì người ta thích dán vậy. Cô thử đây. Thử cô. Cái này muối to ghê luôn á. Ủa nó giòn, nó giòn qua đây nè. Giòn phải chưa hả? Trời ơi, muối sầu riêng. Nó to như trẻ con nữa. To mà nó không ngọt mà. Ngọt cô. Nó vàng là ngọt rồi cô. Trời ơi, hai hộp. Nghe tiếng nhạc. Con nghe cái này vừa chín tới luôn anh Phong ạ. Dạ. Vậy mới ngon rồi.